Gửi đây Cung Phi kính chào mọi người. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay trại chó Bạch Dưới Đức Cung Phi sẽ tiến hành quay và giới thiệu với mọi người hai bầy chó. Thì hai bầy này nó là hậu duệ của Tilo nhé mọi người. Một bầy là lông ngắn gồm 2 tháng 5 ngày tuổi, cũng có hai bé cái. Còn một bầy lông dài 2 tháng 10 ngày tuổi cũng có hai bé đực. Đó thì quý anh chị cô chú nào mình đang có nhu cầu gia ý muốn sở hữu nuôi sinh sản trong nhà cửa cũng như là để nhân giống ấy thì mọi người có thể xem cái video. Và nếu như mọi người cảm thấy ưng ý thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của chính của trại. Đó là 0901392739 gặp trực tiếp chủ trại nhé. Ok, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái video ngày hôm nay nhé. Đó, và bây giờ thì em sẽ tiến hành quay tổng quát về hai bé đực lông dài cho mọi người xem trước nhá. Hai bé đực lông dài hậu duệ Tilo. Thì anh chị cô chú nào mà mình cái gu của mình mà mình thích bẹt dưới đực con mà tiếp lông dài á thì mọi người có thể nghiên cứu hai bé đực này. Đó, và tí nữa đây thì em sẽ phân ra từng bé và quay chi tiết cụ thể cho mọi người xem. Cả bốn bé này thì tình trạng sức khỏe rất là tốt và đã đạt cái tiêu chuẩn tiêm chủng phòng ngừa của trại. Đã được trại tiến hành làm cho 2 mũi vaccine, một mũi 5 bệnh và một mũi 7 bệnh. Đồng thời thì cũng đã kết hợp sổ giun định kỳ 2 lần rồi. Thì quý anh chị cô chú nào mình khi mà mình mang về nhà mình ấy, mọi người muốn an toàn và chắc ăn hơn thì mọi người có thể là cho nó quen cái nơi mình sống. Thì mọi người có thể là mình làm cho nó thêm một mũi 3 nữa thì nó sẽ an toàn hơn. Và mọi người kết hợp sổ giun định kỳ trong 6 tháng đầu đời cho các bé nhé. Mỗi tháng mình là sổ giun một lần. Đó thì ở trại đã tiến hành cho các bé nó ăn cháo và ăn cám viên. Đấy thì mọi người có thể là kết hợp thêm cho các bé nó ăn sữa hoặc là cơm gì cũng được. Giờ nó ăn rất là khỏe rồi. Đó, và nếu như quý anh chị cô chú nào mình muốn trao đổi hình ảnh cũng như là các thước video ấy thì mọi người có thể là kết bạn qua Zalo Facebook. Và cái đường link Zalo Facebook của Cung Phi thì em có để ở bên dưới cái phần mô tả. Mọi người add Facebook vào đấy hoặc là Zalo vào đấy thì mọi người có thể là trao đổi những cái thông tin về hình ảnh và video thì nó nhanh gọn lẹ hơn. Và số điện thoại chính của Cung Phi đó là 0901392739 và cái nickname là Trần Cung Phi nhé mọi người. Đó, mọi người kiếm những cái đó thì mọi người add vô là được. Và cái cân nặng thể trọng trung bình của bốn bé này thì nó tầm từ 6 cho đến 8 kg một bé nha mọi người. Có con to con nhỏ là do trong quá trình mà chăm sóc thì cái bé đầu đàn ấy nó khỏe hơn và nó ăn nhiều hơn. Nó giành phần của những bé kia thì cái thể trọng của nó sẽ phát triển hơn những cái bé kia một chút. Đó, và nếu như quý anh chị cô chú nào mà mình không muốn nuôi chó con mà mình muốn nuôi chó trưởng thành, muốn nuôi được cái trưởng thành ấy thì mọi người cũng có thể liên hệ đến gặp Cung Phi. Tại vì trại hiện tại thì được cái giống đang sẵn hàng nha mọi người. Và đây là bé đực đầu tiên, lông dài hậu duệ Tilo. Bé này thì nó có cái thể trọng và cân nặng lớn nhất trong bốn bé trong cái video ngày hôm nay nha mọi người. Đó, quý anh chị cô chú nào mà mình thích đực lông dài, cốt cáp chân tay to để làm giống, làm kiểng hay là trông coi tài sản ấy thì mọi người có thể xem và tham khảo bé này nhé. Đó, và bé đực này thì em sẽ để là bé đực lông dài số 1. Và mọi người mà chấm được ấy thì mọi người liên hệ cho Cung Phi qua số điện thoại 0901392739. Mọi người trao đổi chi tiết hơn và Cung Phi sẽ cung cấp giá cũng như là những cái hình ảnh video cụ thể cho mọi người.
Và tiếp theo đây là bé đực số 2 nha mọi người. Bé đực số 2 lông dài hậu duệ thi lô. Thì cái hình thể cũng như là cái cân nặng của cái bé này thì nó nhỏ hơn con đực đầu đàn một chút. Đó, mọi người coi và tham khảo. Nếu như mọi người thích bé này thì mọi người cứ liên hệ cho công Phi. Đó, và xong cái bé này thì em sẽ tiến hành em quay hai bé cái cho anh chị cô chú nào mà mình thích nuôi cái để cho nó sinh sản đấy. Mà mình thích cái thể loại tiếp lông đờ mi và tương đối ngắn, nó thuận tiện cho cái việc vệ sinh tắm chải ấy. Thì xíu nữa đây mọi người có thể là xem và tham khảo hai bé cái nhé. Và để theo dõi được những cái video mới nhất khi mà trại chó Bạch Dĩ Đức Cung Phi cập nhật lên ấy, thì mọi người hãy đăng ký kênh, cũng như là mọi người đang nhấp vào cái biểu tượng chuông bên góc bên phải màn hình. Mọi người ấn vào đấy thì khi mà trại đăng video lên ấy, thì nó sẽ gửi ngay về máy cho mọi người, thì mọi người có thể xem được nhanh nhất. Đó, và nếu như quý anh chị cô chú nào mà mình cảm thấy mình thương tình trại ấy, thì mọi người hãy đăng ký kênh, cũng như là mọi người chia sẻ cái video mà khi mà trại đăng lên để có thể đến được với những người bạn của mọi người, những người có cùng đam mê sở thích là nuôi cái dòng chó Bạch Dĩ Đức này, thì họ có thể xem được. Và trại cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tiếp theo đây là hai bé cái hậu duệ thi lô, lông đờ mi và tương đối ngắn, 2 tháng 5 ngày tuổi. Thì bây giờ em sẽ quay tổng quan trước cho mọi người coi hai bé này. Thì nói chung là về đánh giá khách quan về hình thể thì hai bé cái này nó y nhau luôn mọi người. Màu mảng cốt cáp nó rất là đỏ. Đó, anh chị cô chú nào mà mình muốn nuôi cái để sinh sản trong coi nhà cửa của mình ấy, thì mọi người có thể là nghiên cứu và tham khảo hai bé cái này nhé. Xin nói đây thì em sẽ phân ra từng bé và quay chi tiết cụ thể cho mọi người. Và mọi thông tin chi tiết liên quan đến những chú chó Bạch Dĩ Đức của trại, cũng như là những cái thắc mắc mà mình muốn giải đáp ấy, thì mọi người vui lòng liên hệ đến số điện thoại của chính của trại, đó là 0901392739. Mọi người gặp chủ trại là Công Phi thì khi đấy mọi người có thể là trao đổi trực tiếp với Công Phi. Đây là con cái đầu tiên hậu duệ thi lô nhé mọi người. Đó, thì bây giờ em sẽ quay tổng quát cho mọi người coi cái bé này. Và nếu như mọi người cảm thấy mà chấm được cái bé này thì mọi người liên hệ cho Công Phi nhé. Và số điện thoại của Công Phi là 0901392739. Cái số 1 hậu duệ thi lô, lông đờ mi và tương đối ngắn cho anh em nào thích sạch sẽ nhé. Đó, rất là khỏe nha mọi người. Thì hai bé này đã được chạy tiến hành làm cho 2 mũi vaccine và ông đã được sử dụng định kỳ rồi. Ăn uống tốt, khỏe mạnh. Đấy, anh chị cô chú nào mà mình mà sở hữu thì đem về chăm sóc nó một thời gian ngắn nữa thôi, trong vòng tầm cho nó một tuần cho nó quen cái khí hậu.
ở nơi mình sống và cái cách chăn nuôi của mình nữa là ok. Đó, nó cứ quấn, nó quấn người lắm mọi người. Đây. Đó, anh chị cô chú nào mà mình muốn nuôi cái để nuôi sinh sản nhân giống ấy, à, trồng tài sản nhà cửa gì hay làm kiểng rất là đẹp nha mọi người. Đó, hậu duệ thi lô, màu mảng chân tay nó to và màu là màu đỏ cháy. Đó, hai bé cái này thì nó được cái màu mảng rất là đỏ nha mọi người. Đó thì hai con cái này về ngoại hình thì nó tương đồng nhau nhá mọi người. Ngoại hình cân nặng thì như nhau cả. Đó, và đây là bé cái số 1. Anh chị cô chú nào thích cái số 1 thì cứ liên hệ cho công Phi nhá. Ok, và tiếp theo mình quay số 2 đi. Đó, và đây là bé cái thứ 2 nha mọi người. Màu vàng chân tay đẹp. Rất là khỏe mạnh. Đó, và nếu như anh chị cô chú nào mình thích cái dạng lông là lông ngắn và lông tương đối ngắn ấy, thì hai cái bé cái này rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không, cái màu lông của nó đỏ. Lông ngắn như thế này thì mình tắm chải vệ sinh rất là nhanh, khỏe. Quấn chủ. Ok mọi người, và đây là bé cái thứ 2, hậu duệ của Thilo. À, nếu như anh chị cô chú nào mình đang muốn nuôi cái để nuôi sinh sản ấy, thì mọi người có thể là xem qua cái video này, mọi người tham khảo hai bé này. Và nếu như mọi người mà cảm thấy chấm được một trong hai bé này ấy, thì mọi người vui lòng liên hệ đến số điện thoại đó là 0901392739. Mọi người gặp chủ trại là công Phi, mọi người trao đổi với công Phi sẽ nhận được những cái thông tin chi tiết hơn nữa. Đó, và em sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Và hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là ủng hộ kênh. Mọi người nhấn vào cái biểu tượng chuông bên góc bên phải màn hình ấy, để khi mà trại đưa những cái video mới lên thì mọi người có thể là mình xem được những cái video đó nhanh nhất, và mọi người nhận được những cái thông báo.